10 năm tới, tập trung hoàn thiện hạ tầng thiết yếu cho đồng bằng sông Cửu Long, trao đổi với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ trước thêm hội nghị lần thứ ba về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu và sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết số 120 trên NQCP do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 là quy hoạch vùng đầu tiên được tổ chức lập theo cách tiếp cận tổng thể, tích hợp đăng hành của luật quy hoạch. Việc lập quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng là một trong năm giải pháp tổng thể được đề ra trong nghị quyết số 120 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long, thích ứng với biến đổi khí hậu. Quy hoạch đang được tổ chức thẩm định, dự kiến trình phê duyệt trong quý 2 năm 2021. Tuy nhiên, theo thứ trưởng, đã có không ít khó khăn, thách thức trong xây dựng quy hoạch này. Giải quyết đồng bộ các vấn đề trồng chéo, mâu thuẫn thách thức chính và cũng là nhiệm vụ chính của quy hoạch vùng đồng bằng sông Kiều Long đã được chỉ ra rất rõ trong nghị quyết số 120. Đó là phải làm thế nào để giải quyết đồng bộ các vấn đề trồng chéo, mâu thuẫn của tỉnh liên ngành, liên vùng, liên tỉnh, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế so sánh của vùng, biến thách thức thành cơ hội, hướng tới mục tiêu phát triển vùng đồng bằng sông Kiều Long bền vững, an toàn thịnh vượng, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Thứ trưởng Trần Quốc Vương cho biết. Qua giả soát, hiện nay có hơn 20 bản quy hoạch được lập cho vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó chưa kể đến hàng trăm quy hoạch cấp quốc gia có liên quan đến vùng. Việc lập riêng rẽ nhiều quy hoạch riêng rẽ, thiếu liên kết, quy hoạch không gắn với khả năng cân đối nguồn lực, thiếu tính khả thi và sử dụng nguồn lực không hiệu quả. Đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long, thách thức chính hiện nay liên quan đến khai thác, sử dụng tài nguyên đất, nước, tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng và thiên tai. Đây là những vấn đề có tính chất liên ngành, vượt qua ranh giới hành chính của một tỉnh thành phố và liên quan cả cấp khu vực là tiểu vùng sông mê công. Tuy nhiên, các chương trình, dự án, quy hoạch, kế hoạch đã đang được thực hiện theo góc nhìn từng ngành, lĩnh vực và từng địa phương riêng rẽ, thiếu sự tính toán đến tác động tổng thể lên toàn đồng bằng, tác động đến ngành, địa phương khác và tác động tích lũy lâu dài theo thời gian. Ở diện bình diện quốc gia, vùng đồng bằng sông Cửu Long trong nhiều thập kỷ qua được giao trọng trách về việc bảo đảm an ninh lương thực, đặc biệt là việc mở rộng duy trì diện tích đất trồng lúa song hành với việc phát triển hệ thống thủy lợi để ngọt hóa. Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả về phát triển kinh tế, xã hội, mô hình phát triển này cũng gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng về môi trường sinh thái. Bên cạnh đó, vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng đối mặt với nhiều thách thức khác về cơ sở hạ tầng, lao động, di dân, an sinh xã hội. Nếu như không được quan tâm giải quyết thì sẽ ảnh hưởng tiêu cực, gia tăng sức ép về cung ứng dịch vụ đối với vùng lân cận, đặc biệt là vùng thành phố Hồ Chí Minh. Nhận thức được vấn đề này, nghị quyết số 120 đã xác định tầm nhìn, quan điểm, mục tiêu phát triển mới theo hướng phát triển thuận tiện, tôn trọng quy luật tự nhiên, biến thách thức từ biến đổi khí hậu thành cơ hội phát triển. Để cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu của nghị quyết số 120, quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ xác định các định hướng, giải pháp cụ thể đối với các ngành, lĩnh vực, định hướng tổ chức không gian phát triển, hệ thống đô thị, nông thôn, kết cấu hạ tầng, quản lý và sử dụng tài nguyên một cách bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Thứ trưởng Phương khẳng định. Phát thảo bức tranh đồng bằng sông Cửu Long năm 2030-2050 để vượt qua các thách thức, tận dụng được cơ hội, quan điểm chủ đạo trong quy hoạch là phát triển bền vững, thuận tiện để cụ thể hóa phù hợp với điều kiện của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đó là kiến tạo phát triển bền vững trên cơ sở ổn định, cải thiện nền tảng sinh thái môi trường, làm giàu vốn tự nhiên, phát triển vốn xã hội, con người, tăng cường kết nối và văn hóa, từ đó đẩy mạnh các hoạt động kinh tế đa dạng, chống chịu với biến đổi khí hậu một cách hiệu quả. Về định hướng phát triển dài hạn, quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế thừa những quan điểm định hướng phát triển dài hạn đã được xác định trong nghị quyết số 120 trên NQCP và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng 13 để có lộ trình, bước đi cần thiết, phù hợp để đạt được tầm nhìn dài hạn. Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, tầm nhìn đến năm 2050 của vùng đồng bằng sông Cửu Long được xác định theo hai khía cạnh nơi sống tốt khi nhìn từ bên trong vùng và nơi đáng đến khi nhìn từ ngoài vùng. Đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững là nơi sống tốt cho những người dân ở đây, an toàn trước những ảnh hưởng lớn của tự nhiên, đảm bảo về an ninh quốc phòng, đa dạng về văn hóa cũng như hoạt động kinh tế, bền vững về môi trường sinh thái. Trên cơ sở phát huy những yếu tố nền tảng này mà phát triển thịnh vượng và bao trùm, không để ai bị bỏ lại trong quá trình phát triển. Nhìn từ bên ngoài, đồng bằng sông Cửu Long là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư và du khách sự hấp dẫn là từ góc độ cơ hội kinh tế bền vững cảnh quan sinh thái môi trường tầm nhìn này được xây dựng dựa trên hai giải pháp chiến lược chính quản lý thách thức và tạo giá trị các thách thức bao gồm thách thức từ bên ngoài như quản lý tài nguyên nước biến đổi khí hậu nước biển dân và các thách thức nội tại việc tạo giá trị sẽ đòi hỏi kết cấu hạ tầng đồng bộ người dân có trình độ giáo dục tốt hơn và có thể đóng vai trò quan trọng hơn trong tăng trưởng và sự thịnh vượng lâu dài của vùng đồng bằng sông cửu long về định hướng phát triển trung hạn đến năm 2030. Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, mục tiêu là phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long thành trung tâm kinh tế nông nghiệp bền vững, năng động và hiệu quả cao của quốc gia, khu vực và trên thế giới. Cơ sở phát triển hệ thống các trung tâm đầu mối về nông nghiệp để kết nối chuỗi giá trị và làm gia tăng hiệu quả tại mỗi khâu trong chuỗi giá trị nông nghiệp. Kinh tế nông nghiệp dựa trên ba trọng tâm: thủy sản, cây ăn quả, lúa, đảm bảo gắn kết chuỗi sản phẩm hàng hóa, phát triển công nghiệp xanh, chú trọng công nghiệp chế biến và công nghiệp hỗ trợ cho nền kinh tế nông nghiệp, phát triển dịch vụ, du lịch dựa trên tiềm năng lợi thế về đặc điểm tự nhiên, sinh thái, văn hóa, con người với hiệu quả kinh tế cao. Năng lượng tái tạo, kinh tế số, sáng tạo AI, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là tương lai của đồng bằng sông Cửu Long, do không đòi hỏi nhiều về điều kiện tự nhiên, nguyên liệu và không gian phát triển, trong khi hoàn toàn có tiềm năng chiếm từ 5% đến 30% GDP toàn vùng tùy vào khả năng chuyển đổi cơ cục kinh tế và chiến lược thu hút nhân tài của vùng đòi hỏi các giải pháp về xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin và cải thiện môi trường sống, nhất là đối với các lợi thế sẵn có của đồng bằng sông Cửu Long như giá trị đa dạng sinh học, môi trường và cảnh quan văn hóa, phát triển các hành lang kinh tế và chuỗi đô thị động lực, tập trung các dịch vụ và công nghiệp đa dạng, ứng dụng công nghệ cao với hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường kết nối nội vùng trong nước và quốc tế, tạo dựng môi trường sống bền vững, chất lượng sống tốt cho người dân địa phương, gắn với bảo tồn các tài nguyên hệ sinh thái quan trọng của vùng. Duy trì và tôn tạo bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc, chất lượng nguồn nhân lực từng bước được nâng cao, đóng góp quan trọng vào sự phát triển thịnh vượng lâu dài của vùng. Nghiên cứu đầu tư đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ, cảng biển sóc trăng loại đặc biệt. Cùng theo thứ trưởng Trần Quốc Phương, tăng cường đầu tư là giải pháp tối quan trọng trong giai đoạn đầu thực hiện quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long. Do vậy, quan điểm chỉ đạo quy hoạch là tập trung đầu tư phát triển và hoàn thiện kết cấu hạ tầng thiết yếu trong thời kỳ quy hoạch 2021-2030. Sau khi nghiên cứu, ra soát, đánh giá sự phù hợp, hiệu quả của các định hướng, giải pháp đã và đang được thực hiện trong quy hoạch thời kỳ trước. Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long đề xuất một số định hướng, giải pháp chủ đạo cần tập trung triển khai cho thời kỳ tiếp về kết cấu hạ tầng. Trong đó, chú trọng phát triển hệ thống hạ tầng xã hội, đặc biệt là giáo dục và y tế. Tập trung xây dựng, hoàn thiện mạng lưới đường bộ cao tốc hỗ trợ việc phát triển các khu vực động lực phát triển của vùng. Trong đó, trong giai đoạn đến năm 2030, ưu tiên đầu tư hoàn thiện các trục cao tốc Bắc Nam phía Đông và phía Tây, các tuyến kết nối giữa các đường cao tốc, tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng, nâng cao thị phần vận tải container, trong đó chú trọng kết nối các trung tâm đầu mối của vùng với các cảng biển tại thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là cảng Cái Mép, thị vải phục vụ xuất khẩu, giải quyết vấn đề tịnh không các cầu đường bộ và cống đập nhằm đảm bảo sự vận hành hiệu quả của các tuyến đường thủy nội địa quốc gia. Nâng cấp, cải tạo, duy trì các tuyến luồng hàng hải trong vùng. Nghiên cứu xây dựng cảng biển sông Trăng theo định hướng xã hội hóa, đảm nhận vai trò là cảng cửa ngõ vùng đồng bằng sông Cửu Long loại đặc biệt. Nghiên cứu đầu tư đường sắt thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ để tăng cường liên kết kinh tế với các trung tâm kinh tế lớn của quốc gia. Phát triển hoàn thiện kết cấu hạ tầng thủy lợi phục vụ việc chuyển đổi sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu. Xây dựng cơ chế hạ tầng các công trình thủy lợi phù hợp đảm bảo cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và cấp nước thô phục vụ nhu cầu sinh hoạt và công nghiệp trong mùa khô. Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng cấp nước thô liên tỉnh để giải quyết vấn đề thiếu nước cho các tỉnh ven biển trong mùa khô.